lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành rồi người ta mới tin rồi. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Chào mọi người, em tên Trương Thị Thi Tiên, em đến từ Huế. Rồi, chào bạn, bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Dạ. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Cường Linh. Anh chào. Nó lớn lên, rung quá vậy? Căng thẳng quá không? Dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Việt Nam. Em 35 tuổi. Nguyễn Việt Nam? Dạ. Đúng số 35 luôn. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Huế. Ở Huế luôn. Cùng quê với nhau rồi ha. Việt Nam vào vào Sài Gòn lâu chưa? Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Nghe lạ lạ. Dạ em vào Sài Gòn 10 năm rồi. Bây giờ ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở một mình. Ba mẹ ở ngoài Huế luôn? Dạ ba mẹ ở Huế. Mình làm công việc gì? Dạ kinh doanh phần mềm kế toán. Bạn nữ mình giới thiệu lại về bản thân mình. Em tên Trương Thị Thi Tiên. Em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về gì? Về thực phẩm chức năng với lại spa chăm sóc sắc đẹp. Vậy hả? Mình làm công việc này được lâu chưa? Em làm công việc này được khoảng 1 năm. Mình vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào được 8 năm. Vậy bây giờ mình vào đây ở với ai vậy? Hiện tại em ở Nha Nhi. Còn ba mẹ mình vẫn còn ở ngoài đấy. Có ai về quê thăm nhà không? Dạ có. Hy vọng là năm nay là về có người đi chung cho vui ha. Mình giới thiệu một chút xíu về mà cá bản thân của mình. Em là một người có cá tính theo kiểu miền Nam, thẳng thắn. Nếu mà gọi là theo kiểu tính gái Huế chuẩn mực thì em không phải kiểu gái Huế xưa như vậy. Em nghĩ những cái điểm thân thiện, dễ gần thì đó là đặc điểm mạnh của em. Những mặt hạn chế? Hơi cổ hủ một xíu trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình. Cổ hủ là sao bạn? Người phụ nữ phải biết lo cho gia đình. Không chỉ là biết ham mê công việc ở bên ngoài. Vậy là quá tốt, cái điều này sao lại khuyết điểm được? Điều này là các bạn nam rất là thích. Hai bạn đều ở Huế. Sao bây giờ hai người không thử nói tiếng Huế với nhau đi? Mình trao đổi những thông tin gì với nhau, mình cảm thấy là cần muốn tìm hiểu gì? Cho em hỏi là nếu mà anh lập gia đình thì trong gia đình có bắt buộc là phải có sanh con trai hoặc là con dâu là phải có những chuẩn mực như thế nào không ạ? Không, tuy là mình là con đầu nhưng mà không hẳn là phải sanh con trai hay con gái, tại vì sanh con nào cũng là con. Tại vì có nhiều gia đình ở Huế là bắt buộc là phải có con trai. Không, cái đó là tùy gia đình thôi. Nếu như hai người đồng ý nhau thì mình có tiến tới hôn nhân liền không em? Chắc chắn rồi. Tại vì mục đích là mình đi kiếm vợ mà. Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành vợ người ta mới tin rồi. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Không cần hỏi ý kiến gia đình nữa hả? Tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nếu mà gia đình can thiệp nữa thì thôi không lo nữa. Bạn nữ thì sao? Đối với em thì mặc dù là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải có thời gian tìm hiểu cho nó rõ ràng. Chứ mình lại nhau về sống với nhau cả đời chứ không phải là chỉ để một thời gian rồi lại không hợp rồi lại ly dị. Theo như bạn bao nhiêu lâu là tìm hiểu hợp lý nhất? Khoảng 6-8 tháng. Bạn có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Một người bản lĩnh trong cái hoàn cảnh là có thể là người ta làm ăn thua lỗ hay gì đấy nhưng người ta biết đứng dậy và lo được cho gia đình, đồng thời là một người biết tôn trọng và là người biết chia sẻ. Về ngoại hình mình có đưa ra cái chuẩn gì không? Em thích nam cao khoảng từ 1m7 trở lên. 1m7 trở lên, tại vì em đã cao 1m6, 1m7, 1m6 rồi, em còn mang đôi giày cao nữa. Nghì quá. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em 1m5. 1m5. Bên đây cao lắm nha, bên đó cao nhiều. 1m6 đó. Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô. Bề cao là bề ngoài thôi, còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừu tượng quá. Mình có tật xấu gì không? Có chứ chị. Mình khai ra. Một người mà không có tật xấu rồi là thần thánh rồi. Rồi tật xấu của bạn là gì? Hay đi nhậu. Nhậu nhiều không? Nhậu thì không nhiều. Uống nhiều chai? 2 chai. 2 chai nhậu gì? Tại vì không biết nhậu 2 chai mới xỉn rồi mà không biết đưa về nhà mới gọi là xấu. Trời, tật xấu gì nữa? Giờ cũng chưa nhớ ra nữa. Trời ơi, chắc cái gì cũng xấu hết quá à. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Biết nội trợ, ăn nói nhỏ nhẹ. Con gái Huế thường nội trợ giỏi lắm. Điều gì không thích ở người phụ nữ? Đừng có nói nhiều về một vấn đề.
Nó dai á phải không? Nó dai. Phụ nữ nào cũng nó dai hết trơn. Thôi được rồi, về bển đi. Vậy đủ rồi đó. Bên đây người ta dễ thương lắm á. Ồ, dạ, chào bạn. Nãy giờ mình nghe tiếng bên đây thấy nó trầm trầm, nó lặng lặng, nó buồn buồn sao đó. Dạ. Mình sôi nổi lên chứ. Tính bạn có sôi nổi không? Dạ, tại vì lấy nhân khẩu nó hơi rung xíu. Hơi rung hả? Dạ. Bây giờ hát một cái câu gì đó cho nó vui vui tí nào, đừng có nhẹ nhàng, nó phải sớm tụ lên xíu. Bài này thì nó vừa vừa, nó không có. Rồi, nào, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dịch. Dịch ra. Chiều em chiều. Hả? Em này nói biết. Em biết thôi nha, em không biết dịch. Thôi bây giờ hát bài tặng lại bên kia liền. Em không biết hát. Biết em... làm thơ không? Dạ không. Biết múa không? Dạ không. Không biết gì hết hả? Dạ. Thế thường là bạn giải trí bạn gì? Xem kịch hài rồi đọc truyện cười. Đọc truyện cười, có nhớ chuyện nào cười cười không? Có nhưng mà không đầy đủ. Tao kể thử coi. Trời ơi, lại gặp người phụ nữ đẹp cứ ngồi cười vậy hoài hả? Thôi sợ quá hả? Đây là... nhút nhát quá hả? Đây là lý do em ế mà. Bây giờ hai người gặp nhau là phải vồn vã liền. Mình chứng minh được cái buổi đầu tiên gặp ấn tượng nha. Chuẩn bị. Bây giờ trước khi hai bạn trò chuyện với nhau, bạn không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em không thích là người mà ngày nào cũng nhậu, nhậu nhạc quá nhiều. Nếu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình em chịu không? Nhỏ tuổi hơn thì em vẫn chịu. Tại vì tuổi tác thật ra nó không phải là vấn đề. Vấn đề là cái tính cách có chỉnh chặn hay không. Vùng miền em có quan trọng không? Chung một vùng miền mà thì, không có nhiều người mình ở đó mình không thích người ở đó. Lúc trước em cũng có quen bằng trai người Huế và không thành, cho nên cũng không có ấn tượng lắm. Không thích người Huế luôn. Nhưng bạn trai nhút nhát quá giống như cái anh nó bển em thích không? Nhút nhát nhưng mà trong quá trình tìm hiểu nếu người ta có những điểm tốt thì mình cũng vẫn tìm hiểu. Rồi thôi cho hai người gặp nhau. Kéo màn lên ha. Làm sao thuyết phục bạn gái liền nha. Gặp sao mình nói liền cái gì đó. Ngồi cười hoài tao không để ý đâu. Ha. Chuẩn bị. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Trong gia đình anh bao nhiêu anh em ạ? Chỉ có 3 anh em. Anh là đầu. Nhà em thì có 2 anh em. Anh trai đã lập gia đình rồi. Em có sờ giác được không? À, có. Cái đó là chắc chắn. Không, mình không giác được. Nhưng mà... Cầm gì á? Người ta chưa muốn. Này là tặng em. Trời ơi. Cảm ơn. Kỷ niệm lần đầu tiên. Đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn. Nói gì đi, nói gì cái ban đầu coi. Thì tay run quá vậy. Cảm giác bạn gái thế nào? Lần đầu tiên gặp gỡ nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi. Con tay lại. Run quá. Nói đi, cảm giác sao? Một người đẹp thế này. Cao hơn mình thì em có không thích người thấp như anh không? Thì nói thật là em cũng thích cao, nhưng mà nếu mà người thấp nhưng có cái giá trị người ta cao thì em vẫn thích. Bây giờ thí dụ gặp một cô gái trước mặt mình yêu cô gái đó quá, mình thích cô gái đó quá, mình nói gì? Anh yêu em. Nhanh như vậy nói nhìn thẳng vô mắt chứ. Mạnh mẽ lên nào. 2, 3 bắt đầu. Em không nói được anh ơi. Giờ nói không được phải không? Dạ. Nhào vô luôn. Dạ, nhào vô mình ôm đại đi. Cái gì mà đứng mà cứ thủ thủ hoài vậy? Vô. Làm đi, không nói thì hành động. Mình cầu hôn hay là mình tỏ tình gì đó. Mình quỳ xuống, mình nâng tay rồi lên mình nói chuyện. Cái này em còn chưa biết nên nói sao. Không có chuẩn bị trước còn không biết nói. Bây giờ mình tập mình làm luôn tại chỗ. Con tim mình sao? Nhìn cổ đi, nhìn tôi làm chi nhìn hoài vậy? Bây giờ cảm nhận đầu tiên gặp gỡ con tim mình sao? Nói thật cho cô ấy nghe đi. Đầu tiên thì thấy rung rồi. Đời lạc nó hết rung. Tiến tới nắm tay bạn ấy một cái đi. Mau lên, tiến tới nắm tay. Có. Hung tay một cái. Trời ơi, bắt tay. Được rồi đó. Rồi. Nãy giờ tập rồi, bây giờ bạn ngồi xuống đi. Bây giờ bắt đầu hai người trò chuyện, chúng ta có 2 phút. Căng thẳng quá. Rồi, 2 phút, bắt đầu. Anh là làm kinh doanh mà mỗi kinh doanh thì tiếp khách rất là nhiều, đi về khuya. Vậy thì em nghĩ sao? Cái chuyện công việc thì nó bắt buộc nhưng mà cũng vừa phải thôi, không phải là một tuần nhậu hết 7 ngày thì hơi quá đáng. Bạn trai tiếp khách nhiều lắm hả? Dạ, đúng rồi. Tiếp khách là ngồi vậy hoài đó hả?
Con như nay mình tiếp khách đi, nói mạnh mẽ lên chút xíu đi. Còn cái chuyện tiếp khách do công việc thì em không có nói gì, nhưng mà không có cái kiểu là đi thêm lăng nhăng, thêm tăng này tăng nọ, có cả cố thì em không thích như vậy. Trời ơi, anh em tiếp khách là có cô, chắc mấy cổ mới nói giùm cho anh có nói gì đâu. Có đi tiếp khách mấy tăng không? Cái này là phải tùy theo khách đó chứ. Vậy là có đi đúng không? Tại vì mình phải chiều theo khách chứ mà phải, đó, không phải biết chiều mà. Mình thôi hứa gì với người ta thì bấm chuông đi. Thì khi có gia đình rồi thì mình phải dành thời gian cho gia đình thì bớt lại, thay vì ngày tiếp hai người thì ngày tiếp người thôi. Còn thứ bảy chủ nhật? Thứ bảy chủ nhật thì chắc là phải dành riêng cho gia đình rồi. Thôi hết thời gian, thôi để tay nút bấm đi. Bây giờ mình quyết định là đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Để bấm à. Trời ơi, giật mình. Tôi tưởng nó là hút rồi chứ. Ủa sao ý định bạn sao mà bạn thay đổi phút chót vậy? Lúc bấm lúc không. Em đợi anh hút xong. Đợi hút xong anh. Đợi đếm sau. Bóng tay cứ đi. Anh nha. Trời ơi, nó rung dữ vậy. Cảm nhận bạn như thế nào? Thôi. Nhát vậy cũng chịu nữa hả? Nhạc vậy thì nó yên tâm hơn chị. Đúng rồi. Sợ vợ lắm á, sợ vợ không? Ôi đâu, bạn nói là bạn muốn người cao 1m7 trở lên mà sao ảnh thấp hơn. Đây là cơ hội tìm hiểu thôi ạ. À. Được rồi, vậy là vui rồi. Tặng các bạn những cái vé xem phim. Chúc các bạn xem phim vui nha. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị. Giờ nhón chân lên hôn con gái đi. Thôi. Mời đâu mời gặp anh đi làm anh sợ. Nhát quá, mạnh dạn lên nha. Nắm tay chặt vô đó. Nắm tay dẫn người ta đi xuống đi coi phim chứ. Biết đường đi không? Ưu điểm mà em ít lắm mà nhược điểm thì nhiều lắm. Em xấu xấu vậy á, nhưng mà có tật ra đường nó là hay, nhìn cho đẹp lắm. Mà vậy mà cổ cũng bấm nút, nó tưởng là cổ không. Cho rớt rồi chứ. Tính ra là anh này nó dễ thương, chính là những người này á là mình ta nói gì dễ dạy á. Nếu anh là phụ nữ anh thích những người thế này nè. Thôi nhưng mà dù sao đó là quyền quyết định của ai bạn ấy. Biết đâu là người ta muốn cho lo lắng quá thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn trai. Chào anh Kelly. Chào bạn. À, dữ ha. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh cùng toàn thể các bạn. Dạ, em tên Nguyễn Thị Hằng. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Hoa Thanh Quế chị. Từ đâu? Hoa Thanh Quế chị. Hoa Thanh Huế là quê Thanh Hóa. Dạ đúng vậy anh. Giờ chửi với tôi nữa. Còn bạn trai của mình thì sao? Dạ, em xin tự giới thiệu nè, em là Chu Văn Bắc, em ở Nam Định. Nam Định cũng gần Thanh Hóa mà ha. Cách nhau có Ninh Bình hả? Đúng rồi, hai người cũng gần như cùng quê rồi. Mình làm công việc gì? Em là nhà làm nhà hàng, là khách tới mình chỉ bán rượu cho người ta thôi, chỉ có buổi tối thôi. Ban ngày em làm một shipper và một grab bike ạ. Chạy xe. Còn bạn nữ? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty ở Bình Tân chị. Đúng rồi chị. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Ưu điểm của em ít lắm mà nhược điểm thì nhiều lắm. Rồi vậy thì bạn giới thiệu nhược điểm đi. Em xấu xấu vậy nhưng mà có tật ra đường là hay, nhìn cho đẹp lắm chị. Quan niệm của em á là cho đẹp chỉ để nhìn thôi chứ không phải là của mình. Cho nên nhìn được thì mình cứ nhìn thôi. Đúng rồi, ai cũng vậy mà, cái đẹp phải nhìn thôi. Ở nhà là em nhiều khi em hay tự kỷ trước gương lắm chị. Trước khi đi làm á là em cũng phải nhìn trước gương á, em nói là trời ơi sao hôm nay mình dễ thương như vậy. Hoặc là đi làm về thì em cũng phải nhìn trước gương thì em mới làm gì thì em mới làm. Ví dụ như đi ăn á chị, lâu lâu là cũng có bỏ quên túi xách nè, hoặc là đi mua đồ thì quên áo, đặc biệt là ở nhà đi toilet á, ba quên một nhớ không ạ. Đi toilet ba quên một nhớ là quên gì, nhớ gì? Một là nhớ tắt đèn, còn ba lần quên đó chị. Dạ. Nếu mà hai người yêu nhau á, đi ra ăn uống phải coi bạn đứng lên đi là có bỏ sót lại cái gì không nha bạn nam. Không, cái đó là chắc chắn đấy chị. Chắc chắn ha. Bạn có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là có tính tỉ mỉ. Tỉ mỉ rồi, tốt rồi. Chăm chỉ và tiết kiệm. Vậy là hỗ trợ cho bạn gái rồi. Vui tính, nhiệt tình, có biết hát. Rồi khuyết điểm. Nhát cái. Trải qua mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi. Dạ. Nhát gái đúng rồi ha. Chị nghĩ là chưa có bạn gái nào chính thức hết trơn hả?
Dạ đúng rồi ạ. Rồi mình có hôn chưa? Chưa biết hôn gì hết. Trời ơi, con trai chưa biết hôn. Em nghĩ sao? Em cũng chưa biết hôn luôn. Hả? Hai người nếu yêu nhau là có biết hôn không? Rất là tập từ từ chị. À, bạn trai có chịu tập với bạn gái không? Thì nếu bạn gái chịu tập thì mình phải chịu tập thôi. Chút xíu nữa mình tập luôn ha. Hát được đúng không? Hát bài gì vui vui đi. Hát bài Tình Yêu Diệu Kỳ. Rồi đứng lên hát rồi. Thoải mái. Một tràng pháo tay cho bạn ấy đi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Ta trao nhau tiếng yêu, dìu dắt nhau bước trên đường đời. Xa xăm trong giấc mơ, người có yêu dấu mơ về anh. Trời ơi, tôi vừa mới vỗ tay cái hết rồi. Bạn nữ. Em sở trường của em chị. Sở trường của em phải không? Hát hay hay hát đó chị. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những thứ nhớ không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Hồi đó giờ là nhìn nhiều trai đẹp rồi phải không? Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, trai đẹp không phải thuộc của em nên em cũng đơn giản lắm. Về ngoại hình á thì chỉ cần cao hơn em là được. Em không thích ốm, người tròn tròn xíu em thích hơn. Bên kia mập hay ốm? Tròn quay. Ồ vậy được rồi. Em thích người mà suy nghĩ thoáng gì mọi mặt đó chị. Nói chung là cả tiền bạc lẫn như mọi thứ trong cuộc sống. Ồ tiền bạc bạn ấy có thoáng không? Thoáng thì cũng phải tùy lúc thôi chị ạ. Em mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tất nhiên là phải vợ mình phải giữ thôi. Chứ mình giữ thì bạn rủ đi nhậu chắc chứ. Vậy là được rồi chị. Vậy được rồi ha. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Một người hiền. Hiền. Biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình. Ngoại hình đừng đẹp quá. Tại sao không cần đẹp quá? Đẹp quá thì mình xấu sao xứng anh. Cái gì đẹp quá thì sao? Mình xấu không có xứng. À ừ, đơn giản vậy thôi. Xấu cỡ nào lắm trời. Chào chị. Sao mập dữ vậy? Ăn vừa vừa thôi. 80kg vậy. Giảm cân đi nhau. Dạ dạ dạ. Cái điều mình không thích nhất ở người bạn gái là cái gì? Đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi về cái gì? Về tiền hả? Không không, tiền thì nó đang có điểm chung rồi. Nhưng mà ý là anh ơi mua cho em cái này, mua cho em kia. Thì đấy cũng là tiền. Ví dụ như người ta không đòi hỏi, bạn có tự ý mua tặng đồ này kia không? Cũng có từ từ. Có từ từ nè, tôi nghi quá. Ăn cho cố vô, tiền mình chia cho bạn gái ăn đi. Mình ăn uống chi cho mập dữ vậy. Trời đất ơi. Có vẻ bạn chưa từng em thích mà, em thích học mà. Để tôi xem bạn gái bên đây có hợp với bạn hay không. Chào anh. Chào bạn. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào đây học là 4 năm rồi. Có định ở đây luôn không? Nếu mà có điều kiện thì ở đây càng tốt. Ở đây với ai? Nếu mà anh bên kia được thì ở bên kia. Đó, cái đó hay đó. Thấy chưa em? Nếu được thì ở với anh bên kia. Bây giờ hôm nay em đi với người thân không? Dạ em đi với bạn em, bạn cùng làm với em. Chào bạn. Dạ em chào anh. Cùng làm như vậy ở nơi mà rất là nhiều người ra vào, nhiều người rất đẹp. Lý do tại sao bạn em không tìm được người nào đó, hoặc là người nào không có người nào để ý bạn em hay sao? Tại em nghĩ là chắc điên quá. Điên dạ. Như thế nào bạn có thể diễn tả chút xíu cái điên của bạn ấy? Em mới đi xin vô làm thì em ghét ảnh lắm. Cứ lại gần là chọc em ghét là em chửi. Chọc sao em dê hả? Chọc cái kiểu như mà vô duyên á. Nhưng mà sau này khi mà mình hiểu, mình chấp nhận được cái vô duyên đó thì mình cảm thấy là ảnh rất là tốt. Ngoài công việc ban đêm thì ban ngày còn làm thêm nhiều việc nữa, tự học thêm tiếng Nhật, biết nấu ăn, chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm. Mà sao hai người không yêu nhau? Trời ơi, bạn nhớ bạn làm trung sinh quá trời, sao bạn nam không cua? Bạn có người yêu rồi chị ơi. Có người yêu rồi hả? Trời dạ. Tiếc quá. Nói chứ em thấy người bạn gái bên này sao? Em thấy chị dễ thương, tính tình cởi mở, có thể là sẽ hợp với anh của em. Nếu như chị về đội của em thì có thể là càng điên hơn nữa. Rồi em cũng điên rồi chị. Trời ơi. Rồi còn bạn nữ mình có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Em chào anh Quyên Linh, chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em là bạn với Hằng thì được gần 6 năm rồi thì cũng hiểu đôi chút. Hằng sao? Hằng là người như thế nào? Thì vui tính ạ, nói nhiều nhưng mà đôi khi điên một chút. Cũng điên. Hai bên thì điên giống nhau hết trơn ha. Thì hôm nay em đi với Hằng thì cho Hằng ý kiến về người bên cạnh ạ. Tao thì tao thấy được ấy. Cũng vui tính, cũng cao hơn mày. Tiến tới được không? Nói chung là body đấy. Hả? Dáng cao cũng body ạ. Body. Đẹp trai, duyên, hắn đủ tiền. Còn tìm mày thôi, cảm xúc của mày như thế nào thì mày quyết định. Chúng mình đều rằng là chúng ta đừng đánh giá con người ta khi mới gặp lần đầu, mà chúng ta hãy tìm hiểu, biết đâu
ở phía bên trong tầng sâu thẳm họ có nhiều cái điều rất là tốt. Nào bây giờ chúng ta kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. 2 phút bắt đầu. À, mình xin tặng bạn bó hoa. Dạ em cảm ơn. Và cái món quà này là cái đèn ngủ của mình tự làm. Dạ em cảm ơn. Wow, tự làm. Cái đèn ngủ rất là đẹp. Tại sao anh tặng đèn ngủ cho bạn gái bạn? Ý nghĩa là canh giấc ngủ cho em. À. Em thấy anh như thế nào? Em nghe em mập rồi em sợ mập quá giống em của Linh rồi. Mà giờ thấy vậy là cũng ok. Sao mập quá sao đâu? Coi lại coi. Tôi mập quá phải không? Không, nhìn gần thì em thấy cũng đỡ, nhìn xa em thấy mập. Sao mà mập sợ? Hồi nãy nói là thích mập mập tròn tròn. Mập lấy gì sợ? Anh tròn nhưng mà mập quá sợ. Dạ. Mập dễ thương. Ốp. Sao hồi nãy em nói với chị là em thích mập mập tròn tròn? Mà bây giờ tự nhiên đúng em thấy ốm thì các em trên quyền lên mập là sao? Còn bạn này thì sao? Nói chung là cũng... Em đừng nói tự vừa nha, là chị hiểu em mê trai bất ngờ. Không nhóm nhắc chị đừng nói vừa nha. Nói chung là cũng hơi ốm nhưng mà em nhìn em thấy thích là được rồi, không sao. Thôi thì chị bó rồi, tay. Rồi hai người cảm nhận với nhau đi. Cái đèn đẹp á, em làm cái đèn này đẹp. Trong bao lâu em? 2 tiếng thôi ạ. 2 tiếng làm được cái đèn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Chắc mua đồ dẫn ráp vô hả? Cái đó thì que đèn lưỡi thôi. À nó những cái que thôi. Que kem. Dạ, cái mình ghép. Hay à, cái que, đó hay đấy. Que đèn lưỡi chị. Hả? Que đè lưỡi đó, bác sĩ khám đè cái lưỡi xuống đó. À, cái que đè lưỡi. Từ xưa tôi mới nghe cái que đè lưỡi đó. Lấy cái que đè lưỡi đó. Ý là nói là em đừng có nói gì nha. Ý nghĩa nó khác rồi đó. Anh thấy tính cách của em á phù hợp với anh khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh thấy là tới 80-90%. Tại vì đi tiêu thùng khùng giống anh. Anh ốm thì anh có biết nhậu không? Nhậu không biết, thuốc không biết. Em không biết nhậu nhưng mà em thích người biết nhậu. Thôi chắc không nhậu đâu. Ê anh uống một bia không? Chỗ này đâu phải nói chuyện gì bia rượu. Hello. Nói chuyện về tình yêu. Em tưởng tượng nụ hôn đầu tiên thế nào? Thì em nghĩ là buổi tối có hai người nào đó ở một nơi nào đó, nói chung là cũng đang làm gì đó. Cảm giác lân lân anh. Và cuối cùng là ngay tại hôm nay đó có hai người này đó tập hôn với nhau thử đi đó. Giờ muốn có bạn gái không? Muốn thì cũng có muốn rồi nhưng vẫn phải từ từ chị. Em nói là em bao nhiêu tuổi em? Em sinh năm 93. Hơn 5 tuổi ạ? Hợp lý ha, xứng đôi quá rồi ha. Có thời gian. Bấm nút. Để tay nút bấm đi bạn. 1 3 tiếng đếm. 2 Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 Rất là ga lăng. Chúc mừng hai bạn nha. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và mong rằng cái cuộc hẹn hò này nó sẽ nối dài mãi mãi luôn. Em cảm ơn. Em hy vọng là bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Vui lắm. Em cầm cái. Đây là quà của hai bạn. Hy vọng rằng cái đèn que đè lưỡi. Em mà ngủ là lấy cái que ra đè lưỡi em. Nào hai người đưa nhau xem phim đi các bạn. Em cảm ơn Tường. Cảm ơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Dạ. Tình yêu sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi mà. Tình gì lạ vậy trời? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thì anh tổng thương thôi. Nghe bị đát quá. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử động hóa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy.
Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk. Tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. À, sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À, về Đắk Lắk hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở Cà Đông Bắc, Đắk Lắk ạ. Rông Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Rông Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? À. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. À, Dũng có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Ừ. Dạ, em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái. Nhát gái cũng mới ngồi ở đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. À, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Ừ. Lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Ừ. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là làm sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không ạ. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổn thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương tật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãy cánh rồi nó tự... Dạ nó quẹo quá. Hả? Nó quẹo quá. Dạ, ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À, dạ, chuyện nhiều. Chuyện nhiều chuyện. À, chuyện nhiều cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng không? Dạ, đúng rồi. Được chưa? Được rồi, bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Này bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức nghĩa là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh, nhớ. Nhớ nha. Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà. Cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ đi với ba và gia đình. À có ba bè ha. Dạ. Rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là
Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Bấm nút luôn ha. Chứ cảm ơn tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi ok. Là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó. Cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. Đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng thì dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng với quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Yeah. Nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. Rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ. À. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu. À. 50 mấy hecta. Mà một mình Dẫn. Một tay Dẫn quản lý. Trời ơi. Bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Dẫn là 30, còn tức là ba dạ. Nói đó một mình Dẫn thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dẫn, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm dài về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đầu đi Dẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt đầu nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi chơi trung thu gia đình. Dạ em cảm ơn anh nhiều, món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây để đây cầm nổi không vậy, nặng quá phải không? Dạ em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ em thử nhá. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả dạ, Dẫn? Dạ vườn nhà mình. Dạ mời. Trồng gì Dẫn? Dạ em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời tròn do là ta đã ta. Dạ cái nào tròn em thích. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời giỏi quá. Dạ. Rồi mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá anh Dẫn vàng quá anh Dẫn ơi. Dạ cảm ơn chị. Đó. Trò chuyện đi. Nào uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi. Cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. Anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy anh rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. Hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ. Không mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi. Không ai la đâu. Hay là dựng cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi Đắk Lắk đi. Nếu không? Mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Rồi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là
Em cũng không có đặt mốc. À vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng à. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng à. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? À? Khoái mấy tại người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Và chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành và rung. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết thì em về. Để thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Rồi em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Khi anh ngủ em nói, mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức, em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy, vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết 2. Thời gian. Hai tiếng cạch đồng điệu luôn. Trời rất ơi. Đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi ba. Thì ba đây là ba của Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi, muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ, vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Là ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất là bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại, em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa với bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó
lẻ làng cho nó trong năm 2020 này luôn, trong còn cho nó 2 tháng nữa. Bà thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cái cháu nội trai chắc đội đầu không. Chú có cháu nội trai thành công. Rồi, trời ơi chú. Rồi. À, tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi đó. Mai trọn vẹn cả nhà chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk và con sẽ quan tâm chia sẻ với bạn gái, mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi không đi, xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ, đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công, đám cưới thành công. Ok. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, cắt khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các ba cầm giùm đi ba. Thế tội ông già không? Lại chào gia đình bên nhà trai cái đi bạn gái. Đó. Đó. Đây, 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 đây. Đó. Ủa, chào nhà gái. Đây rồi. Đây đi thẳng bên đây luôn cưng. Rồi. Mời quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, mình nói nhiều cho vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Cứu em với anh ơi. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn bên gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. À, thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? À dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. À, thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. À, điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đương phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? À, không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại chưa nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây
Tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, đây muốn... 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi... Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. Chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Đại diện đồng nghiệp của Minh nói câu gì đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người về, giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất là quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó.
Tại vì mình cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu, và những cái gì em mới chia sẻ thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ôi xinh quá, cảm ơn anh Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. À, anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh Minh có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Bây giờ anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm ở bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ được. Tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Cá Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến với em. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy
xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT á. Thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng và là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị, ủng hộ của quý vị với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em thì em không thích ít tóc với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship. Dạ không, em tự làm luôn. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, xinh quá. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.